Huyền xin chào tất cả các em học sinh. Chào mừng các em đã đến với video bài học. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang chủ đề mới, đó chính là chủ đề 7, nguyên tố nhóm 7A. Và bài đầu tiên ở chủ đề 7 mà chúng mình đi vào tìm hiểu đó chính là bài số 17, nguyên tố và đơn chất halogen. Sau đây chúng mình cùng đi vào phần đầu tiên, đó là giải quyết các câu hỏi đầu bài. Mình cùng đi vào câu mở đầu trang 99 sách giáo khoa hóa học 10 với nội dung như sau. Vì sao nước chlorine được sử dụng phổ biến để khử trùng, sát khuẩn? Nào, vì sao nhỉ? Thông thường thì trong gia đình chúng ta thường nghe nói rằng là gì? Nước máy mà gia đình chúng ta sử dụng ấy là được khử trùng sát khuẩn bằng clo, đúng không? Clo là tên thường gọi cho chlorine này, được chưa? Đó, thế bây giờ chúng ta hãy giải thích vì sao nào. Mình cùng giải thích và so sánh với hướng dẫn của cô nhé. Thì lưu ý với các em đó là khi cho chlorine vào nước thì sẽ xảy ra phản ứng sau. Phản ứng thì cô đã thể hiện ở trên màn hình rồi, các bạn hãy nhìn nhá. Và phản ứng này là thuận nghịch. Đấy, phản ứng mà chúng ta thấy là mũi tên này. Mũi tên chiều phản ứng này là ở đây là hai mũi tên ngược nhau như thế này. Thì đây là phản ứng thuận nghịch nhá. Nên là tạo ra dung dịch gồm nước hydrochloric acid, hypochlorous acid. Đấy. Hypochlorous acid thì còn được viết là HClO hoặc là HOCl, được chưa? Và chlorine. Dung dịch này còn được gọi là dung dịch nước chlorine, có tính oxy hóa mạnh, có thể phá hủy các hợp chất màu và tiêu diệt vi khuẩn. Vì vậy, nước chlorine được sử dụng phổ biến để khử trùng, sát khuẩn trong các nguồn nước cấp hay là môi trường, được chưa nhỉ? Tiếp theo bài học, chúng mình sẽ cùng chuyển sang giải quyết các câu hỏi giữa bài. Mình cùng đi vào câu luyện tập 1 trang 101 sách giáo khoa hóa học 10. Dựa vào xu hướng biến đổi tính chất của các đơn chất halogen trong bảng 17.3, hãy dự đoán về thể hay là trạng thái của đơn chất astatine ở điều kiện thường và giải thích. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát sang bảng 17.3 một số tính chất vật lý của đơn chất halogen. Thế đây cô đã cắt bảng trong sách giáo khoa ra đây cho chúng mình rồi. Thế thì các bạn nhìn thấy này, từ fluorine đến iodine, đấy, hay là từ F2 đến I2. Thì mình thấy ở đây này, nhiệt độ nóng chảy tăng dần, đúng không? Nhiệt độ sôi tăng dần. Thể thì đi từ khí sang lỏng sang rắn. Màu sắc thì đậm dần từ lục nhạt sang vàng lục sang nâu đỏ và tím đen. Như vậy dựa vào bảng 17.3 này chúng ta đã dự đoán được chưa nhỉ? Mình cũng tham khảo dự đoán của cô Huyền nhá. Thì dựa vào bảng 17.3 thì ta có thể thấy thể của các halogen ở điều kiện thường biến đổi từ khí, cụ thể là fluorine, chlorine là thể khí đúng không? Đến lỏng hay là bromine đấy, và rắn ở iodine. Mà astatine có khối lượng phân tử lớn hơn iodine đúng không? Vậy là ta có thể dự đoán đơn chất này tồn tại ở thể rắn điều kiện thường đúng không các em nhỉ? Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang luyện tập 2 trang 101 sách giáo khoa hóa học 10. Trong điều kiện thường, halogen nào ở thể rắn? Vì sao? Nào, anh nào ở thể rắn nhỉ? Và chúng ta giải thích xem nào. Thì để giải thích được thì chúng ta hãy nhớ lại cái kiến thức mình học về cái tương tác Van der Waals đấy, được chưa? Thế bây giờ các bạn hãy dự đoán đi, sau đó thì cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì ở đây lưu ý với các em đó là dựa theo xu hướng tăng khối lượng phân tử và sự tương tác giữa các phân tử. Thì khi phân tử X2 có kích thước càng lớn và càng nhiều electron thì tương tác Van der Waals giữa các phân tử càng mạnh. Do đó trong các halogen tương tác tăng dần từ fluorine đến iodine. Ở điều kiện thường, bắt đầu từ iodine thì tồn tại ở thể rắn. Các nguyên tố có khối lượng phân tử lớn hơn iodine là astatine và technetium thì cũng tồn tại ở thể rắn. Được chưa? Ở đây thì lưu ý là I2 nhé, các bạn sửa giúp cô là I2, được chưa? Đây cô sẽ sửa luôn vào đây, kẻo các bạn bị dối. Thấy cô để có Y thôi. Đó, xin lỗi các bạn vì cái sự cố bất tiện này. Ok chưa? Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang câu luyện tập số 3 trang 102 sách giáo khoa hóa học 10 với nội dung như sau. Calcium và fluorine kết hợp tạo thành phân tử calcium fluoride.
công thức hóa học là CaF2. Trong đó thì nguyên tử nào đã nhường và nhường bao nhiêu electron? Nguyên tử nào đã nhận và nhận bao nhiêu electron? Bài luyện tập 3 này thì ôn lại cho chúng mình một số kiến thức về quy tắc octet cũng như là sự tạo thành liên kết ion đúng không? Vậy bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cái kiến thức phần đó và chúng mình hãy hoàn thiện câu luyện tập 3 này. Sau đó thì hãy so sánh cùng với cô nhé. Thì cụ thể như sau, chúng mình có cấu hình electron của calcium số hiệu nguyên tử là 20, đó chính là gì? A0, 4S2, ở đây thì cô viết gọn nhá. Như vậy chúng mình thấy rằng là nguyên tử calcium có 2 electron ở lớp ngoài cùng, có xu hướng nhường đi 2 electron để đạt được cấu hình electron bền vững giống khí hiếm. Và cụ thể quá trình nhường electron như sau này, Ca nhường đi 2 electron để tạo thành ion, đây là Ca2+. Tiếp theo là cấu hình electron của fluorine, số hiệu nguyên tử bằng 9, cô viết gọn luôn, đó là heli 2S2 2P5. Hay viết đầy đủ là 1S2 2S2 2P5 đúng không? Như vậy quan sát vào đây chúng mình thấy rằng là nguyên tử fluorine có 7 electron ở lớp ngoài cùng, có xu hướng nhận vào 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững giống khí hiếm. Và cụ thể quá trình nhận electron như sau, F nhận vào 1 electron để được F trừ nhá. Và tiếp theo bài học, chúng mình cùng chuyển sang câu luyện tập 4 trang 102 sách giáo khoa hóa học 10. Để hình thành phân tử phát phở chai chloride, công thức hóa học là PCl3, thì mỗi nguyên tử chlorine và phát phở đã góp chung bao nhiêu electron hóa trị? Viết công thức Lewis của phân tử. Nào, ôn lại xíu về liên kết cộng hóa trị đây đúng không các em? Đó, mình cùng xác định đi và sau đó thì so sánh cùng với gợi ý của cô nhé. Thì lưu ý với các em đó là mình có cấu hình electron của phosphorus, ký hiệu là P, số hiệu nguyên tử là 15, được viết gọn như sau. Xin lỗi các em nhé. Cô sửa lại xíu. Ở đây là 3S2, 3P3. Đấy. Còn dưới này là 3S2, 3P5. Đó. Mình cùng chữa nhá. Thì ở đây lưu ý với các em đó là mình có cấu hình electron của phosphorus số hiệu nguyên tử là 15 như sau này. Neon 3S2 3P3. Như vậy ở đây mình thấy rằng là phosphorus có 5 electron ở lớp ngoài cùng, thiếu 3 electron để đạt được cấu hình electron bền vững. Thế còn cấu hình electron của chlorine số hiệu nguyên tử bằng 17, đó chính là gì? Neon 3S2 3P5. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chlorine có 7 electron ở lớp ngoài cùng, thiếu 1 electron để đạt được cấu hình electron bền vững. Như vậy để đạt được cấu hình của khí hiếm gần nhất thì mỗi nguyên tử chlorine đều cần thêm 1 electron. Vì vậy nguyên tử phosphorus sẽ góp chung 3 electron với 3 nguyên tử chlorine để tạo nên 3 cặp electron chung cho cả hai nguyên tử. Đó, và mình có công thức Lewis của phân tử như sau, các em hãy cùng quan sát. Tiếp theo bài học chúng mình cùng chuyển sang câu luyện tập 5 trang 103 sách giáo khoa hóa học 10. Theo hiệu độ âm điện, người ta dự đoán boron trifluoride là hợp chất ion. Tuy nhiên trong thực tế, nó là hợp chất cộng hóa trị với công thức Lewis như sau. Các em hãy cùng quan sát. A nhỏ viết phương trình hóa học tạo chất trên từ các đơn chất. B phân tử BF3 có bao nhiêu liên kết sigma và bao nhiêu liên kết pi? Nào, một bài tập yêu cầu rất là nhiều kỹ năng ở đây. Các bạn hãy cùng làm và sau đó là so sánh với phần hướng dẫn giải của cô nhé. Thì ở đây trước tiên là IA thì chúng ta có phương trình hóa học như sau. Các bạn có thể quan sát luôn lên trên màn hình phương trình hóa học. Đó, và IB đó là dựa vào công thức thì chúng ta xác định được phân tử BF3 sẽ gồm 3 liên kết sigma và 1 liên kết pi. Được chưa nhỉ? Tiếp theo bài học chúng mình cùng chuyển sang câu thực hành trang 104 sách giáo khoa hóa học 10.
Theo dõi mô tả thí nghiệm chlorine phản ứng với hydrogen như dưới đây đó, hoặc là quan sát video thí nghiệm theo đường link sau. Đấy, ở trong sách giáo khoa thì đã cung cấp cho mình đường link rồi đấy, và đường link này truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2022. Các dụng cụ thí nghiệm được mô tả như hình 17.1a với các ống nghiệm cùng đặt vào một giá thí nghiệm. Bơm vài giọt dung dịch hydrochloric acid HCl đấy, đặc từ xi lanh chứa axit vào ống nghiệm chứa tinh thể potassium permanganate, hay chính là thuốc tím. Công thức là KMnO4. Ống nghiệm 1 để tạo khí chlorine. Khi piston nâng lên khoảng 1/2 chiều cao của xi lanh thu khí thì ngừng bơm axit. Đấy. Thí nghiệm này rất là dài nên các bạn quan sát sách giáo khoa kết hợp cùng với nghe cô đọc nhá. Rút xi lanh thu khí ra khỏi ống nghiệm 1, chuyển sang ghim và ống nghiệm chứa kẽm. Ống nghiệm 2, chuyển xi lanh chứa dung dịch hydrochloric acid sang ống nghiệm 2, hình 17.1b. Bơm vài giọt dung dịch hydrochloric acid từ xi lanh chứa acid vào ống nghiệm 2 để tạo khí hydrogen. Đến khi piston được nâng lên khoảng 2/3 xi lanh thu khí thì ngừng bơm acid. Rút xi lanh thu khí ra khỏi ống nghiệm 2, ghim xi lanh chứa hỗn hợp khí vào một nút cao su như hình 17.1D rồi kẹp vào giá thí nghiệm. Dùng đèn tử ngoại chiếu vào xi lanh chứa hỗn hợp khí hoặc dùng ngọn lửa hơi nhẹ bên ngoài xi lanh. Câu hỏi của chúng ta như sau này, quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra khi dùng đèn tử ngoại chiếu vào xi lanh chứa hỗn hợp khí hoặc khi dùng ngọn lửa hơi nhẹ bên ngoài xi lanh. Câu hỏi thứ hai, nếu thay khí chlorine bằng hơi iodine thì phản ứng giữa hơi iodine và hydrogen có thể xảy ra hiện tượng như đã thấy trong thí nghiệm trên không, và giải thích. Đó, đề khá là dài nên là các bạn theo dõi cả đề trong sách giáo khoa hay là các bạn có thể vào link video để quan sát cho dễ nhá. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ bằng việc là mình quan sát video đấy đúng không? Đó, và kết hợp với các kiến thức mình tìm hiểu trong sách giáo khoa, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi này. Và sau đó thì chúng ta hãy cùng xem phần hướng dẫn của cô nhé. Ở đây các bạn có thể quan sát lại một chút về hình 17.1 thí nghiệm chlorine phản ứng với hydrogen. Đó. Thì phần hướng dẫn trả lời của chúng mình như sau này. Khi dùng đèn tử ngoại chiếu vào xi lanh chứa hỗn hợp khí hoặc dùng ngọn lửa hơi nhẹ bên ngoài xi lanh. Thì hiện tượng ở đây là có tiếng nổ trong xi lanh, màu vàng lục của khí chlorine biến mất. Điều này được giải thích đó là khi có đèn tử ngoại chiếu vào xi lanh hoặc dùng ngọn lửa hơi nhẹ bên ngoài xi lanh thì khí hydrogen đã xảy ra phản ứng với khí chlorine có màu vàng lục tạo ra sản phẩm không màu là HCl, được chưa? Và mình có phương trình hóa học của phản ứng như sau, các em hãy cùng quan sát lên trên màn hình này. Tiếp theo ý thứ hai, nếu thay khí chlorine bằng hơi iodine thì phản ứng giữa hơi iodine và hydrogen không có tiếng nổ như phản ứng của khí chlorine với hydrogen. Và lưu ý nhá, phản ứng giữa hơi iodine và hydrogen là phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng, ngoài ra thì cần phải có thêm xúc tác để phản ứng diễn ra. Và cụ thể phương trình hóa học của chúng mình như sau. Tiếp theo bài học, chúng mình cùng chuyển sang câu thực hành trang 105 sách giáo khoa hóa học 10. Chúng ta hãy cùng quan sát câu thực hành, nội dung của bài thực hành nhé. Ở đây người ta tiến hành các thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1, nhỏ vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch sodium bromide hoặc potassium bromide loãng. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt nước chlorine và lắc nhẹ. Có thể tiếp tục nhỏ vào ống nghiệm khoảng 2ml cyclohexan. Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang thí nghiệm 2. Nhỏ vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch sodium iodide hoặc potassium iodide loãng. Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt nước bromin loãng và lắc nhẹ. Thêm tiếp vào ống nghiệm vài giọt hồ tinh bột. Đó, giải thích các hiện tượng xảy ra và minh họa bằng phương trình hóa học. Đó, thí nghiệm này thì các bạn có thể tìm thấy rất nhiều ở trên YouTube. Các bạn có thể tìm quan sát hoặc là ở trên lớp có thể chúng mình cũng sẽ được làm thí nghiệm này đó. Và hãy dự đoán phần hiện tượng xảy ra. Sau đó thì để đến lớp học chúng ta sẽ chỉnh sửa lại. Đến lớp học được làm thí nghiệm đúng không? Và chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái dự đoán của mình. Nào các bạn dự đoán đi. Và đây thì cô sẽ cung cấp cho các bạn dự đoán của cô như sau. Thí nghiệm 1, khi cho nước chlorine màu vàng rất nhạt và dung dịch sodium bromide. Đó.
Sodium bromide thì không màu đấy, hoặc là dung dịch potassium bromide KBr đây cũng không màu, thì tạo ra dung dịch màu vàng nâu của bromin. Và đây thì chúng ta có phương trình hóa học như sau, các bạn có thể quan sát luôn hai phương trình hóa học ở trên màn hình. Và chú ý với các em đó là cyclohexan thì đóng vai trò là dung môi tách bromin giúp dễ dàng quan sát phản ứng. Tiếp theo thí nghiệm 2, khi cho nước bromin Br2 màu vàng nâu và dung dịch sodium iodide, sodium iodide thì không màu, hoặc là potassium iodide cũng không màu, có thêm hồ tinh bột thì thấy dung dịch màu vàng nâu chuyển sang màu xanh tím. Điều này được giải thích như sau này, bromin màu vàng nâu đã phản ứng với dung dịch sodium iodide hoặc là potassium iodide không màu đấy để hình thành nên đơn chất iodine. Sau đó thì tinh bột hấp thu iodine tạo ra hợp chất có màu xanh tím đặc trưng. Đó, các bạn có thể quan sát phương trình hóa học ở đây. Khép lại câu thực hành thì chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi trang 105 sách giáo khoa hóa học 10. Nhỏ nhanh vài giọt bromin màu nâu đỏ và ống nghiệm chứa nước đậy kín lắc đều. Trong dung dịch bromin có những chất nào? Vì sao? Nào, chúng mình hãy thử dự đoán xem nào. Trong dung dịch bromin có những chất nào? Đó, ban nãy thì chúng ta đã tìm hiểu về cái thí nghiệm của chlorine phản ứng với nước rồi đúng không? Đó, bây giờ bromin thì cũng cùng thuộc nhóm với chlorine, vậy có thể là tương tự đúng không các em nhỉ? Thế thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn giải thích điều này như sau. Mình có phương trình hóa học của phản ứng như sau, các bạn có thể quan sát trực tiếp ở trên màn hình. Phản ứng là thuận nghịch nên trong dung dịch sẽ gồm có Br2, H2O, HBr và HBrO, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang câu thực hành trang 106 sách giáo khoa hóa học 10, thí nghiệm tính tẩy màu của khí chlorine. Và nội dung như sau này, chuẩn bị thí nghiệm như hình 17.2. Đây các bạn có thể quan sát luôn hình 17.2. Bóp nhẹ phần cao su của ống nhỏ giọt để dung dịch hydrochloric acid chảy xuống ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích. Đó. Như vậy chúng ta thấy là ở dưới đáy ống nghiệm này là tinh thể KMnO4. Khi chúng ta hút bóp cho dung dịch HCl đặc chảy xuống này thì sẽ có phản ứng xảy ra và tạo thành khí chlorine. Và chúng ta hãy quan sát cái giấy màu ẩm ở đây. Thì thí nghiệm này thì các bạn có thể tra trên YouTube cũng sẽ có video thí nghiệm, hoặc là ở trên lớp các cô giáo có thể cho chúng mình làm thực tế luôn, được chưa nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ dự đoán các hiện tượng xảy ra và giải thích nhá. Thì lưu ý với các em, hiện tượng đó là xuất hiện khí màu vàng lục. Khí này bay lên làm mất màu giấy màu ẩm. Và điều này được giải thích đó là dung dịch hydrochloric acid chảy xuống ống nghiệm tác dụng với tinh thể KMnO4 tạo ra khí chlorine có màu vàng lục. Đây, phương trình hóa học thì cô đã thể hiện ở đây rồi, các bạn hãy quan sát luôn. Và khí chlorine bay lên tác dụng với nước trong giấy màu ẩm tạo ra dung dịch nước chlorine gồm có các thành phần H2O, CL2, HCl, HClO. Đó, phương trình hóa học thì các bạn quan sát luôn ở trên màn hình này. Và dung dịch nước chlorine này có tính tẩy màu nên đã làm giấy màu ẩm mất màu, được chưa nhỉ? Tiếp theo bài học, chúng mình cùng chuyển sang câu vận dụng trang 106 sách giáo khoa hóa học 10. Hãy giải thích vì sao các hydrogen không tồn tại tự do trong thiên nhiên. Nào, vận dụng các kiến thức trong bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy giải thích đi nào. Vì sao các hydrogen không tồn tại tự do trong thiên nhiên? Thì lưu ý với các em nhé, nguyên tử nguyên tố halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Do đó, nguyên tử halogen rất dễ dàng nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Vì thế, chúng dễ dàng tham gia các phản ứng hóa học. Do đó, các halogen không tồn tại tự do trong thiên nhiên. Và câu vận dụng này thì cũng đã khép lại ở phần câu hỏi giữa bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng, đó là giải quyết các bài tập có trong bài. Và hôm nay chúng ta sẽ có 4 bài tập. Mình cùng đi vào bài tập số 1 trang 107 sách giáo khoa hóa học 10. Hãy viết phương trình hóa học để chứng minh chlorine có tính oxy hóa mạnh hơn bromine. Ôi phần này bây giờ thì có còn đánh đố chúng mình nữa không? Quá đơn giản đối với mình rồi đúng không nhỉ? Các bạn có thể viết các phương trình hóa học chứng minh đi. Sau đó các bạn có thể comment xuống phía dưới này để cô sẽ hỗ trợ các bạn chỉnh sửa nha. Ngoài ra thì chúng ta có thể quan sát luôn lên màn hình, ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn một phương trình hóa học minh họa nhé.
Thì phương trình hóa học để chứng minh chlorine có tính oxy hóa mạnh hơn bromine như sau. Các bạn có thể quan sát trực tiếp phương trình hóa học này trên màn hình. Như vậy là nguyên tố chlorine đã thay thế bromine trong muối potassium bromide, được chưa? Tiếp theo chúng mình cùng chuyển sang bài tập 2 trang 107 sách giáo khoa hóa học 10. Khi điện phân dung dịch sodium chloride trong công nghiệp, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau. Các bạn hãy quan sát này, NaCl kết hợp với H2O được A, X và Y. À, như vậy là có thể như bài này yêu cầu chúng mình tìm A, X, Y đây đúng không? Mình cùng đọc tiếp đề bài này. Từ phản ứng giữa Y với dung dịch A sẽ sản xuất được hỗn hợp tẩy rửa phổ biến. Từ phản ứng kết hợp giữa X và Y sẽ tạo ra được hydrogen chloride. A, hãy cho biết công thức hóa học của A, X và Y. Và B là hoàn thành phương trình hóa học sao? À, như vậy là nội dung bài tập 2 đúng như bạn hãy cầu sự đoán. Chúng ta sẽ đi tìm A, X và Y. Nào, bây giờ chúng ta hãy tìm xem là A, X, Y là gì và hoàn thiện phương trình hóa học nhé. Thì lưu ý với các em đó là mình có A ở đây chính là NaOH, X là H2 và Y là Cl2. Và đây cô giải thích như sau này. Từ phản ứng giữa Y với dung dịch A sẽ sản xuất được hỗn hợp tẩy rửa phổ biến là nước Saven. Như vậy mình sẽ có Y ở đây là Cl2 và A là NaOH. Đó, phương trình hóa học minh họa đây. Từ phản ứng kết hợp giữa X và Y sẽ tạo ra được hydrogen chloride. Như vậy chúng ta xác định được X ở đây chính là H2 và Y là Cl2. Đó, và đây là phương trình hóa học minh họa cho quá trình điều chế ra hydrogen chloride. Và ý B bây giờ thì đơn giản rồi, chúng mình sẽ hoàn thành được phương trình hóa học như sau. Các em hãy cùng quan sát trực tiếp trên màn hình này. Tiếp theo bài học chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3 trang 107 sách giáo khoa hóa học 10 với nội dung như sau. Astatine là nguyên tố phóng xạ được xếp dưới nguyên tố urine trong nhóm 7A. Thực tế, các nhà khoa học chỉ thu được đồng vị bền của astatine từ quá trình nghiên cứu về phóng xạ. Đồng vị này chỉ tồn tại khoảng 8 giờ. Dựa vào xu hướng biến đổi một số tính chất của nhóm halogen, hãy dự đoán. A. Tính oxy hóa của nguyên tử astatine mạnh hơn hay yếu hơn so với nguyên tử iodine. B. Đơn chất astatine có màu đậm hơn hay nhạt hơn so với đơn chất iodine. Nào, chúng ta có dự đoán được không? Mình dự đoán được dựa vào quy luật biến đổi đúng không nhỉ? Rồi, chúng mình hãy cùng dự đoán nha. Thì lưu ý với các em trước tiên là ý A nào. Thì trong nhóm halogen, nhóm 7A đấy, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì tính oxy hóa giảm dần. Đó, hay là tính oxy hóa giảm dần từ fluorine đến iodine đúng không? Như vậy ta có thể dự đoán được tính oxy hóa của nguyên tử astatine là yếu hơn so với nguyên tử iodine. Tiếp theo ý B này, màu sắc của các đơn chất halogen hay là halogen đấy, từ fluorine là màu lục nhạt đến iodine là màu tím đen. Như vậy là biến đổi theo xu hướng đậm dần. Như vậy ta có thể dự đoán được đơn chất astatine là có màu đậm hơn so với đơn chất iodine, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đi vào bài tập cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay, đó chính là bài tập số 4 trang 107 sách giáo khoa hóa học 10. Tra cứu các giá trị năng lượng liên kết ở phụ lục 2. A, hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn delta RH0298 của hai phản ứng dưới đây. Các em hãy quan sát vào hai phản ứng này trên màn hình nhé. B, dựa vào biến thiên enthalpy chuẩn, cho biết phản ứng nào thuận lợi hơn về mặt năng lượng. Đó, câu này thì củng cố lại kiến thức về cái chương năng lượng phản ứng đấy đúng không? Đó, bây giờ thì chúng mình tính biến thiên enthalpy chuẩn quá là đơn giản rồi đúng không nhỉ? Mình cùng tính và so sánh với cô nha. Thế thì ở đây cô có như sau này. Trước tiên là phản ứng A, cô có biến thiên enthalpy chuẩn dựa vào năng lượng liên kết được tính như sau. Đó, các bạn quan sát luôn biểu thức tính của cô này. Và cô có kết quả đây là âm 535 kJ. Thế còn với phản ứng tiếp theo là phản ứng của oxygen với hydrogen để tạo thành nước ấy. Thì tương tự cô cũng có biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng tính theo năng lượng liên kết, đó chính là âm 486 kJ. Đó, các bạn thử tính xem là hai ý A và B, hai cái phương trình này các bạn tính xem là có ra kết quả giống như cô là âm 535 kJ và âm 486 kJ không nhá. Và sau khi tính xong ở ý A thì chúng ta sẽ có kết luận luôn ở ý B, đó là gì? Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa F2 và hydrogen đấy, fluorine và hydrogen đấy là âm hơn. Như vậy phản ứng oxy hóa khử giữa
fluorine và hydrogen sẽ thuận lợi hơn, được chưa nhỉ? Và bài tập này thì cũng đã khép lại video. Ồ, cô xin lỗi nhá, còn bài tập số 5 nữa. Xin lỗi các em, là còn bài tập số 5. Rồi, bài tập số 5 này ở trang 108, đây là khi nhìn sách thì cô nhìn đến trang 107 thôi, và cô đã xíu quên mất bài tập số 5 này. Cô Huyền xin lỗi các em nha, và mình tiếp tục đi vào bài tập số 5 nào. Mình chào nhau sớm quá đúng không nhỉ? Mình cùng đi vào bài tập số 5 trang 108 sách giáo khoa hóa học 10. Một trong những ứng dụng của chlorine trong đời sống là khử trùng nước sinh hoạt tại các nhà máy xử lý và cấp nước. Trong quá trình khử trùng, người ta phải cho một lượng chlorine dư vào nước sinh hoạt. Lượng chlorine dư còn có tác dụng ngăn ngừa nước bị tái nhiễm vi khuẩn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 011/2018/BIT, hàm lượng chlorine tự so đối với nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt từ 0,2 đến 1 mg trên lít. Nếu hàm lượng chlorine nhỏ hơn 0,2 mg trên lít thì không tiêu diệt được hết vi khuẩn và không xử lý được hết chất hữu cơ. Ngược lại, lượng chlorine trong nước lớn hơn 1 mg trên lít thì sẽ gây dị ứng cho người sử dụng. Đề khá là dài, chúng ta sẽ theo dõi tiếp này. Carbon trong than hoạt tính sẽ tương tác trực tiếp với chlorine, giúp loại bỏ chlorine và các hợp chất chlorine bằng cơ chế hấp thụ bề mặt. Khi chiếu tia cực tím với cường độ cao vào nước cũng sẽ làm giảm lượng khí chlorine. Các máy lọc nước RO, đấy, viết tắt của cụm từ có ý nghĩa là thẩm thấu ngược ấy, cũng có thể giúp loại bỏ lượng chlorine trong nước một cách hiệu quả. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Ở đây chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Đây chính là bài tập dạng lọc hiểu đây đúng không? Giống như là hiện nay là trong cái đề thi đánh giá tư duy của bách khoa nên có những cái bài đọc hiểu này đúng không các em nhỉ? IA, dấu hiệu nào cho thấy chlorine có trong nước sinh hoạt? IB, vì sao người ta cần cho chlorine vào cho chlorine đến dư vào nước sinh hoạt? IC, có thể loại bỏ khí chlorine dư trong nước sinh hoạt bằng những cách nào? Nào, các bạn hãy nghe lại một lượt cái phần cô đọc đoạn văn, hoặc là các bạn đọc lại một lượt cái đoạn văn trên, và các bạn hãy trả lời 3 câu hỏi này nhé. Sau đó thì mình hãy cùng so sánh với phần hướng dẫn giải của cô này. Trước tiên là IA. Chlorine có màu vàng lục, có mùi sốc. Mở vòi nước sinh hoạt thì thấy có mùi sốc của khí chlorine, chứng tỏ trong nước sinh hoạt có chứa chlorine. Được chưa? Tiếp theo là IB này. Người ta cần cho chlorine đến dư vào nước sinh hoạt bởi vì lý do sau. Lượng chlorine dư còn có tác dụng ngăn ngừa nước bị tái nhiễm vi khuẩn trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Được chưa nhỉ? Cuối cùng IC, phương pháp để loại bỏ khí chlorine dư trong nước sinh hoạt là như sau. Chúng ta có thể sử dụng than hoạt tính. Carbon trong than hoạt tính sẽ tương tác trực tiếp với chlorine, giúp loại bỏ chlorine và các hợp chất chlorine bằng cơ chế hấp thụ bề mặt nha. Và chúng ta có thể sử dụng máy lọc nước RO. Đấy, được chưa nhỉ? Và bài tập số 5 này thì đã khép lại video bài học của chúng ta. Bây giờ thì khép lại thật rồi các em ạ. Cô Huyền xin cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!